Mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì sáng nay thì chị Thi với anh Bảy thì có hẹn mình ra quảng trường tập thể dục với lại là uống cà phê. Nhưng mà mấy hôm trước á, là chị Thi không có được khỏe á, để mà mình hỏi xem coi mấy hôm trước là chị Thi bị sao. Và hôm nay là thấy có vẻ là xanh xao hơn bình thường rồi. Bệnh nó mệt. Dạ. Lúc đó là bị sao hả chị Thi? Lâu lâu á tiêm đánh hoài vậy đó là mệt đó. Dạ. Muốn mệt mệt là không cần làm gì nó cũng mệt đó. Hai ngày rồi đó. Dạ. Hôm qua uống thuốc nó khỏe rồi mua cam rồi uống vô. Có tâm thang đồ uống vô rồi mua thuốc tim luôn uống vô á. Ngày đỡ á. Mà chị cái thuốc đó là chị có uống điều đặn không? Hay là chị ngưng người khi nào mệt chị mới uống? Tại vì lúc đó trước á bệnh viện nó cấp nhưng mà mấy tháng không có đi bệnh viện được đó. Dạ. Nó không có cấp. Rồi nhịn đó. Rồi bắt đầu bữa nay mới mua lại cái đi xuống Tây Hoàng mua lại. Trời ơi. Uống vô. Thôi bây giờ chị uống điều điều đi chị. Đừng có ngưng. Ngưng là mệt lắm đó. Mệt, mệt hai ngày luôn á, thở không chết luôn á. Ngày hôm qua cũng đuối luôn á. Nhưng mà cái cảm giác cái lúc đó là cái triệu chứng là mình khó thở hay là sao chị? Tim nó đánh dữ lắm, nó đánh tới phần cổ luôn, đánh hạch 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 vậy nè. Dạ. Đi nhanh nó cũng thở nè. Đậm cái gì nó cũng thở chứ. Dạ. Ừ. Do là mình khó thở đó nên là mình hít thở, mình hít vô, mình thở ra nó nhiều, nó làm vậy nó hít, nhanh đó. Hít một cái thở cả chục cái vậy đó. Dạ. Mà thở nó không ra hả chị? Mệt lắm. Tim nó đánh lên là cái cảm giác nó như là ai bóp nghẹt cổ họng mình vậy đó. Dạ. Mệt muốn chết luôn vậy đó. Hôm qua tới chiều hôm qua cái uống thuốc uống lượng tổng có viên nào quất hai viên luôn. Dạ. Rồi uống vô và nấu cháo ăn vô nào khỏe mới đi đó, sáng mới đi đó, đi cho đúng gà. Rồi em hôm qua em ghé em tính ra thăm chị giống như khoảng 8-9 giờ gì đó, nhưng mà chị đóng cửa chị không có nhà, rồi em không biết là chị đi đâu. 8-9 giờ ngày hôm qua hả? Dạ chắc chị đi lùm với cha hay gì ạ, khoảng 8-9 giờ buổi sáng á. À đi qua bên chỗ chích ngừa mà nó không có chích ngừa cô Liết. Dạ. Bên chỗ chích ngừa mỗi hôm bữa là còn sót lại mấy chục người buổi chiều đó. Dạ. Tính hôm qua là người ta chích mà người ta không có chích. Với lại là chị bị như vậy người ta đâu có dám chích. Rồi đi qua bển người ta chích mũi hai không mà. Ăn thới người ta chích mũi hai không, nó có chích mũi một rồi thôi đi về. Dạ. Nơi nào có chích nó không báo. Dạ. Hôm qua chị Thi đi qua bển chị Thi về. Hôm qua em tính qua thăm chị đó nhưng mà không có nhà. Đúng rồi. Hôm qua 9 giờ mấy là đi qua bên chỗ ăn thới á. Dạ. Rồi bây giờ trong người của chị là bây giờ còn khó thở nữa không? Thôi mệt thôi à. Tím đánh nhưng mà mình đi à. Chứ nó đánh cái mình nằm hoài nó đánh dữ lắm. Dạ. Đi tới lui nó đỡ. Rồi hôm qua là mấy hôm mà bị như vậy rồi chị có đi làm như trai được không? Anh Bảy đi. Chị ở nhà ha. Nằm ở nhà. Rồi, anh Bảy đi. Bởi vì ở nhà nhiều khi chắc anh Bảy đi cũng không có được yên tâm nữa. Ông đi ông lại giết về. Dạ. Không sợ nhà có chuyện gì. Dạ. Nhưng mà cũng đỡ rồi, anh hai đỡ rồi đó mới đi đó. Thôi nằm nữa rồi á. Đúng rồi. Bình thường á mọi người thấy không, khi mà mình quay video á thì chị Thi rất là lanh lợi nè, nó cười vui vẻ mà cái khuôn mặt á là vui lắm, nhưng mà hôm nay thì mệt rồi, có vẻ là xanh xao hơn mỗi bữa, ốm hơn bình thường nữa nè mọi người. Nhưng mà hôm nay thì nói chung là qua nói chuyện điện thoại đó, thì mấy hôm trước nói chuyện không nổi nhưng mà hôm nay nói chuyện được như vậy là mừng rồi, do là bệnh tim rồi bệnh tiểu đường nè, rồi bệnh hở van tim, rồi bệnh bệnh thận nữa phải không chị? Đó nên là rất là nhiều cái căn bệnh ở trong người, nên là nhiều khi á nó hành nó mệt chị Thi. Bởi vì nhiều khi á ai mà mắc bệnh tim rồi mới hiểu được là cái triệu chứng nó như thế nào, bởi vì nó mệt khó lắm, chịu nó mệt dữ lắm, không cần làm nó cũng mệt, cái đợt nó lên là nó mệt lắm. Dạ. Mà công nhân cô Lý Nguyễn cũng hay chứ bộ, sao hay, bắt điện thoại lên là biết chị Thi bị bệnh. Trời ơi, gặp chị nói chị điện thoại với chị hoài mà sao không biết được. Mà thấy em hay không, nói chị ở đây không được khỏe phải không, là y chang không đó. Rồi sáng giờ thì chị đi đâu vậy? Đi cho gạo đó. Gạo gạo bữa nay người ta thả chốt em Phật Ngọc rồi đó cô Đức Nguyễn. Dạ, biết không? Dạ. Rồi người ta qua lấy gạo. Gạo của chị Ngọc gửi đó chị ha. Chị Ngọc gạo á, gửi á. Dạ, rồi bây giờ giống như là em không có, giống như những ngày không có em đó, bây giờ chị đi phát rồi hết chưa? Còn 4 người nữa chưa lấy. Dạ. Bị đi cách ly rồi. Dạ. F0. Dạ. Mới đi được 7 ngày à. Mấy người đó coi như là chị biết nhà, biết cửa hết, biết hoàn cảnh này kia hết ha. Bị F0 á, đi chưa về. Dạ. Rồi bây giờ chị cũng cố gắng nghe đại diện chị Ngọc để mà phát gạo, phát cho những hoàn cảnh khó khăn. Chị Ngọc chỉ nói á, là không biết làm sao mà gọi chị không được. Chắc là do nhiều khi mình không có mạng nên là không có gọi nói chuyện được.
Để hôm nào đi rồi em có qua đi rồi ngay cái giờ của chị Ngọc rảnh á thì cho gọi cho chị với chị Ngọc nói chuyện. Dạ. Cảm ơn chị Ngọc. Dạ. Rồi ra đây bây giờ chị thấy sao? Ra đây ngồi hít thở trong khí an lành. An lành. Mát mẻ. Dạ. Thấy nó thoải mái ha. Chứ nhiều khi mình nằm ở nhà, nằm nhà nó tồi túng. Mình cũng khó chịu lắm. Dạ. Em á nhiều khi á không có chị ở đây nè, em cũng ra em cho bồ câu ăn ở ngoài đây nè, em đi tập thể dục mấy cái máy vậy nè. Con lít kia chút chút nó bay lại quá trời luôn. Dạ, bạn của em mà. Em cho ăn lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi. Nè, chi kêu cái nào nó bay lại à. Dạ, bây giờ em đuổi nó cũng không đi luôn. Nhiều khi á ai mà lạ là đuổi là nó bay liền, còn em đuổi em hù nó đi nó cũng không đi luôn. Bay rồi. Dạ. Bạn của em hồi xưa đó là lúc đi học thời sinh viên đó. Trời ơi, mà nó sống tới giờ hả? Dạ, mà hồi xưa á, là giống như là đi học á, là buổi sáng 7 giờ vô học phải không? Là 6 giờ là em bắt đầu ra đây em cho nó ăn rồi. Trời cho nó ăn rồi xong rồi cái nó quen tay, nó mến tay mến chân á, nó nhảy lên tay mình nó ăn luôn đó chị. Thương lắm. Là buổi sáng chị ra đây chị nhìn bồ câu nó bay nó cũng vui. Thấy chị Thi giờ này thở cũng còn mệt thế này nên chắc mình không có dám nói chuyện nhiều với chị Thi đâu. Để mình hỏi anh Bảy nha. Bảy trai. Đây. Sáng giờ là hai vợ chồng là coi như là dù vẫn mệt trong người nhưng mà cũng đi ấy hả anh Bảy? À, cũng đi phát gạo. Đi phát gạo. Dạ. Để đi nổi cái gì đi. Thì nào đi hết nổi thì tính sao, giờ còn đi nổi mình cứ cố lên. Mình làm phước. Làm phước mà. Dạ. Làm mình gieo cái duyên lành mình được phước. Dạ đúng rồi. Mà thấy chị Thi lúc mấy hôm nay ấy, thấy là chỉ làm sao anh Bảy? Trời ơi, ba hồi khỏe mà mệt nó làm hoài. Hai bữa nay mệt luôn. Mệt luôn. Bởi vì mới ngủ thức dậy thấy khỏe khỏe. Mấy kêu đi làm cái nguyện. Dạ. Okay. Giao gạo cho anh ta. Dạ. Bởi vậy nhiều khi anh đi lượm dây chai mà cũng không yên tâm anh Bảy ha. Ừ, không yên tâm. Dạ. Giờ anh ấy đi đâu mình theo đó chứ giờ lúc trước còn bỏ nó chứ chắc hết dịch này thì chắc nó đi đâu mình theo đó là có gì mà có mình. Dạ. Nhiều khi nó muốn mệt, nó mệt tim. Bởi vậy chị bị bệnh vậy nhiều khi anh Bảy cũng phải cố gắng mình theo dõi, nhiều khi đi lượm dây chai ở đâu cũng hỏi thăm chứ không nhiều khi mà chị thấy chị mệt lên là chị không có gọi nổi đâu. Tính chích vaccine cho nó mà thấy nó mệt thôi mình chích trước nó chích sau. Dạ. Giờ nó có cái giấy rồi đó, có cái giấy đi chích thôi mà chưa có định chờ kêu gọi cho chích. Dạ có giấy rồi ha. Có giấy rồi. Dạ dạ. Ra ngoài không? Đi ra ngoài không? Cho chị cho bồ câu ăn. Nó đi hết trơn rồi. Không có, mình kêu chút xíu là nó xuống à. Đi chứ. Đi đi vòng vòng. Lâu lâu hồi đó thì chưa cho nó ăn nha, gặp nó không. Thôi bây giờ mình lại đặng mình mua thức ăn cho bồ câu đi. Mình cho đằng đẳng kia luôn. Ở đằng đâu rồi? Mình qua kia uống cà phê luôn. Mua đâu rồi? Đằng cái chỗ mà cái chuồng bồ câu á. Đi về ha, mình biết ha, có một bịch kiểu mua tới giờ còn để vậy. Dạ. Thôi lâu rồi bỏ cho nó ăn cũ nó bệnh không? Đâu cũ. Biết có cũ đâu. Đây. Vậy mà cho nó thoải mái. Ở đây nè mọi người là buổi sáng á rất là đông bồ câu. Nên là ở đây là chụp hình rất là đẹp, với lại là buổi sáng ở đây á những cô chú anh chị ông bà mà lớn tuổi á cũng ở đây tập thể dục nè, tập dưỡng sinh ở đây rất là nhiều. Đó nên là hôm nay thì cũng có chị Thi với anh Bảy ra đây cho bà câu ăn lần đầu tiên đúng không, cho chị cảm nhận đó. Rồi bây giờ mua thức ăn cho bà câu một bịch. Đấy. Hình như là 5.000 hay là 10.000 gì đó. Bây giờ chị mua hai bịch xe khẩu trang vô. Đúng rồi, hên quá nhà chú đó nhá. Quên đó, bây giờ chị cho ăn đi. Hỏi chú còn bán thức ăn không? Bằng nhà đó hả? Nè nè chú này nè. Chú có bán không chú? Bán con hai hộp đi chú. Trời ơi tội nghiệp cái con này kìa, nó chui trong đó, nó chơi nó kiếm đồ ăn kìa. Đó đó đó. Trời ơi coi chừng nó sinh sản ở trong đó đó chị ơi. Dạ chắc vậy quá ha. Quá trời luôn. Nè bây giờ chị gãi là nó xuống nhiều lắm nè. Ừ. Rồi.
thị trường bò câu ở đây rất là nhiều. Đó, nó kêu rò nó trơn, mọi người thấy không? Nó no rồi đó, bây giờ bên nhau nó không xuống là chứ không phải là chị nó đi dưới đất không à? Không có đâu, chắc xuống, chắc xuống. Ra đây nè. Đó, nó chạy ra nè, Em chạy cái gì thế? Đó, nó xuống rồi nè. Rồi, chị đi cho ăn đi. Nhiều khi á, nhiều khi mình rủ chị Thi như vậy á, cho cái tinh thần của chị Thi á thoải mái, cho tinh thần của chị Thi khỏe khoắn này kia á, cũng đỡ bệnh. Gần gần thôi, gần gần chị thôi. Đúng rồi, gần gần chị là nó lại gần luôn. Nhiều lắm. Nhiều lắm, ở đây là bồ câu tới mấy trăm con lần. Hồi xưa là lúc mà mới là mình với ông Tám là cho ăn là chỉ có 3-4 con, 4-5 con thôi. Nhưng mà bây giờ cái đàn bồ câu rất là nhiều. Hồi xưa ở đây là chưa có cái chuồng, nhưng mà bây giờ là có cái chuồng rồi, nên là mấy chú mấy anh cán bộ ở đây nào làm cái chuồng cho nó sinh sản là càng ngày nó càng nhiều hơn. Với lại là nó kêu gọi gì, bồ câu đó là nó có cái khả năng kêu gọi luôn, nó kêu gọi bạn đời của nó lại sống chung với nó nữa. Đúng rồi. Đúng rồi chị, nhiều. Mấy cái giống cái con này là khác giống nè. Chị nhìn chị biết không? Biết, còn mấy cái con trắng đó là dưới mấy cái con bự này chung một giống, mấy cái con nhỏ này là riêng một giống nè. Nó kêu gọi về lại nó đó chị. Nó kêu gọi lại đó, bởi vậy bồ câu khác giống nè. Mà mấy cái con đen này là kêu bằng bồ câu gì? Cái con trống quá hả? Không, ý cái giống đó là giống gì? Có biết đâu, nhưng mà biết nó khác giống, bị vậy có con nó tròn như con gà mái luôn, ghê luôn, kè kè cái con rồi đó kìa. Thấy không? Trộn như con gà mái ra, trộn thấy thương. Còn mấy con này nó nhỏ nhỏ. Cho ăn từ từ thôi chị, từ từ thôi, mình để trên tay là nó cũng ăn luôn. Đây là tới mấy trăm con lận. Mấy con, anh đừng có quơ quá, nó sợ á. Vậy mà ta nở lòng bắt bồ câu nấu cháo ăn ha, tội ha, con nghiệp nó ha. Dạ. Bồ câu là gãi xa xa đi chị, xa xa luôn đi nó. Bồ câu là con vật dễ thương nhất luôn á. Bồ câu nè, chim xe sẻ, quyên ương nè, trong kinh có nói về mấy con vật này nè. Dạ, trong kinh nói sao chị? Giả tỷ như một người con gái không trung thủy đó, sau này sẽ làm bồ câu quyên ương, chết sẽ thành bồ câu quyên ương và chim xe sẻ. Nhưng mà nó trung thủy lắm nha. Giống như một con này là nó chết là con kia cũng phải tự nguyện chết theo luôn. Bồ câu cho quyên ương xe sẻ trong én rồi đó, thấy dạ. Không con én mà lỡ bắt con trống con mái cũng chết, mà lỡ bắt con mái con trống nó cũng chết, đặt đầu vô đá nó chết đó. Dạ. Nó sẽ trung thủy giống như một con quất, thấy không? Cô Lít thấy con quất không? Dạ. Cô Lít mình nói vườn là mình thấy con quất không? Thấy. Bắt con trống á là con mái nó kêu quất quất, nó kêu giết mà nó chết luôn đó, còn con trống thì nó đập đầu nó chết luôn á. Dạ. Nó trung thủy vậy đó. Nhưng mà sống một đàn cả ngàn con nha, nó không bao giờ lộn con nào hết nha. Dạ. Một vợ một chồng là tới chết luôn á. Hay quá ha. Bởi vậy mình thấy mấy cái con đó thì nhiều khi mình cũng nể nó luôn. Nhưng nó sống như vậy vậy nè, giả tỷ nó sống với con nào là sống với con mấy, thấy chung vậy chứ nó không bao giờ nó lộn vợ lộn chồng nha. Dạ. Có mấy con này nó đẹp quá chị. Nè cái mỏ nó cái mỏ nó kìa, chị thấy không? Nó có cái mồng á. Sao á, nhiều lắm chị ơi, mà có cái nhiều màu đẹp quá. Chị thấy nhiều cái con mà đỏ đỏ bên kia không? Thấy. Cái con xám đỏ, cái cổ đỏ thấy không? Thôi. Cái con nó đẹp quá ha. Đẹp. Dạ. Nhưng mà chị thích cái con đi bên đó đó. Đó, dạ. Đó cái con hai, như con hai, gà mái vậy đó. Hai con, dạ.
Thôi nó bự. Bự ghê luôn. Dạ. Hay là bầu thái hay gì á. Bây giờ về ra đây mình cho thức ăn cho bà con ăn á, mình cũng thoải mái trong lòng nữa chị Thi. Đúng rồi. Mà buổi sáng nó đông hơn nữa nha. Buổi sáng đông hơn mà buổi sáng mình đâu có rảnh anh ha. Buổi sáng mình đâu làm gì rảnh, mau bóp anh giờ anh tụng cơm xong mình đi ra đây mình chơi đi. Ra đây mình đi tập thể dục nè, đi vòng vòng thôi, mình cũng giãn gân giãn cốt nữa. Cho bà con ăn. Dạ. Ông có cho bà con ăn cúng là một cái dạo bố thí đó. Sáng vô lít chỉ cần bước ra đường mà cười với người ta một cái là vô lít bố thí cho người ta một nụ cười là vui. Vô lít an nhàn ăn vui cho tới cả cuộc đời luôn á. Dạ đúng rồi. Mình chỉ cười với người ta thôi là cũng như là mình bố thí cho người ta một nụ cười đó. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đúng rồi, mà Gulit cười với người ta là Gulit ban cho người ta 10 thang thuốc bổ đó. Dạ. Cười thôi không cần phải là bố thí cái gì á. Đà Nẵng nó cho ăn nó bu lại kìa. Đông ha. Bởi vì buổi sáng là mình cười với người ta là thấy cuộc nguyên cả ngày mình là cũng nó vui vẻ thoải mái rồi. Mình ban cho người ta một nụ cười á là người ta có niềm vui á. Dạ. Là mình là suốt đời là được ăn vui á. Bởi vì chị có anh Bảy với chị á, là nhưng mà biết về kinh nè, biết về Phật pháp nè, bởi vì á, biết nhiều cái câu chuyện hay quá. Con này giống khác mà nó nhỏ xíu con. Dạ. Yeah. Cái này thì nó chung thủy ha. Còn giống như sự tích cây vú sữa thì mẹ con hả chị? Hai mẹ con. Cái đó là sao chị kể cho em nghe. Cũng quên rồi. Không nhớ nhưng mà cốt truyện đó nó hay lắm á. Dạ. Yeah. Cũng như có một cậu bé nó hoài không nghe hay là sao đó. Hay là cái vụ gì đó. Rồi cái hay đi đâu á, mẹ đi tìm đi viết cái sao mà không biết sao thành cây vú sữa đó. Dạ. Đằng này giờ thấy không có mẹ ở nhà mà sao có cây vú sữa đó. Dạ, mẹ đâu hóa thành cây vú sữa rồi. Lâu lắm rồi chị Hy không có coi lại thì nhớ rõ luôn á, con. Dạ. Lần một à. Dạ. Là biết hết à. Mà tính ra chị Thi hay á, cái câu chuyện nào mà nghe qua nghe một lần thôi là chị nhớ được hết trơn à. Cái đó gọi là tình mẫu tử. Đúng rồi, trình mẫu tử. Ồ, nó đông ghê nè. Anh chị lưu lại chút xíu, anh chị lưu lại chút xíu. Là nó ăn cái chỗ mà của anh chị. Đó. Đúng rồi, mình dạ. Ngồi đó nó không nhắm lại. Dạng quân lính nè. Nè, đông lắm. Nên là buổi sáng ra đây nó thiệt nhiều cái niềm vui, rồi nó thấy cái mình tập thể dục xong hoặc là mình cho bà con ăn á là mình thấy cơ thể của mình nó có tràn đầy năng lượng luôn. Chắc có đó chị. Sao có một cái lồng hay làm hai ba cái lồng cho nó ở cho nó rộng ha. Cái lồng đó nó chặt không đâu. Tối sao trời mưa á. Nó chặt không. Cái này làm cái lồng bự nữa cho nó thoải mái. Dạ. Còn bên đây là cái tivi nè, chị coi cái tivi này nè. Cái tivi này nó không có câu nhưng mà bây giờ nó hết tắt rồi. Bự không? Bự lắm mà nó quay cái đầu hành kia luôn á. Người ta còn bự hơn mình nó mà đầu luôn. Cái đầu hành kia luôn ha. Dạ, cái tivi này là cái tivi khổng lồ luôn. Thì ở quảng trường của Vĩnh Long của mình thì mới có cái tivi này. Thì buổi tối á, là những cô chú anh chị, những em nhỏ thì thường ra đây xem phim nè, xem thời sự nè, xem những cái chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long. Dạ. Thì buổi tối ở đây rất là đông, buổi sáng cũng đông và buổi tối cũng đông luôn. Rồi anh với chị là có khi nào buổi tối ra đây coi tivi chưa? Đi ngang có, đi ngang, dòm vô, thấy người ta nhảy đầm ngoài cái hồ bơi đó đó. Dạ. Hình hình nè, mình chưa có thấy nó phát ra. Thấy rồi, em thấy phát rồi, đi ngang em thấy nó phát. Cái hình bự hơn anh mấy chục lần luôn á. Cái hình ở trong đó nó bự hơn người ta mà đời luôn á. Dạ đúng rồi, cái hình này là cái hình nó bự lắm. Dạ do là mình thấy cái màn hình đây nè, mình thấy mình nó xa vậy đó. Nhưng mà mình quay nó còn không có hết cái màn hình nữa nè. Rất là lớn.
chắc hơn nữa chị ơi. Chắc lớn lắm mà. Cái này chắc 500 inch luôn á. Cái này là chắc mấy trăm inch á. Dạ, xa vậy mà nó còn bự lắm nè. Bữa nay hết phát truyền hình rồi, bữa nay tại dịch bệnh ít có ai đi nên ta không có phát truyền hình. Với lại là người ta phát buổi tối thôi. Vậy đó à. Dạ, phát buổi tối thôi. Vì lại buổi tối nó như là bà con rồi kia mới ra đây đông. Còn buổi sáng thì ai cũng đi làm. Dạ. Rồi bữa nay là ra quảng trường cho bồ câu ăn rồi, thấy sao, vui không? Vui sống vui trời. Thấy trong lòng thoải mái ha. Dạ. Mình đi tới lui cũng thoải mái mà thấy mấy con bò câu. Bữa nay cho nó ăn đó, lần đầu tiên cho nó ăn luôn, ra đây hoài đâu có cho nó ăn đâu. Dạ. Có lần mua bịch gạo cái nó không xuống, cái sách bịch gạo về tới giờ bịch gạo còn. Rồi cũng thời gian rảnh đó là chị ra đây cho bồ câu ăn, đi ngang cho bồ câu ăn đó. Mình thấy trong lòng mình cũng vui nữa chị Thi ơi. Vui. Dạ. Rồi hôm nay là cũng mừng rồi, hôm nay là cho gạo cũng gần hết rồi ha. Dạ. Cách ly rồi. Dạ dạ. F1, F0. Rồi bữa nào có ra đây cho bà câu ăn cái là hú em. Dạ. Nè bữa nay nói mọi người coi nó bay nè, rất là nhiều. Chú này đẹp lắm. Đẹp dữ lắm luôn. Rồi nó bay trước mặt mình luôn á chị Thi. Nè. Đó nó bay rất là nhiều nè. Đó, mình chỉ cần mình thấy mình cũng thoải mái trong lòng nữa. Thì cũng cảm ơn quý ông bà của chú anh chị rất là nhiều ha, đã theo dõi video của mình. Chúc mọi người một buổi sáng thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và một buổi sáng thật là nhiều năng lượng nhé. Chúc mọi người lúc nào cũng thực hiện cái khẩu hiệu 5K và thật là bình an trong cái mùa dịch nhé. Bye bye. Bye bye. Nè bắt đầu nó bu lại nữa nè. Đó, bắt đầu em nhỏ này cho nó bu lại nữa nè. Mấy em nhỏ là thái cho một câu ăn lắm.